Thiểu năng tuần hoàn não là bệnh gây ra biểu hiện đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Viên năng tuần hoàn não Thái Dương giúp tăng tuần hoàn não và bồi bổ cơ thể. Qua thực tế sử dụng, người bệnh cảm thấy giảm đau đầu, chóng mặt, đồng thời ngủ ngon, ngủ sâu rất